Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa kịp thời cho từ chức, miễn nhiệm cán bộ bị kỷ luật. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh phải kịp thời cho từ chức, miễn nhiệm, thay thế cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, đưa việc có lên, có xuống, có vào, có ra dần trở thành văn hóa. Sáng 9 tháng 7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, chỉ thị số 35 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới những điểm cầu của các cơ quan trung ương, điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương và tổ chức trực tuyến đến cấp xã. Dự hội nghị có các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành trung ương và toàn thể cán bộ, đảng viên được triệu tập tại các điểm cầu. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã quán triệt nội dung chủ yếu của quy định 144. Theo đó, quy định số 144 cụ thể hóa kết luận số 21 của Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Quy định số 144 nêu rõ, cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, đối với đảng viên, đạo đức là gốc và là nền tảng của người cách mạng. Bác Hồ cũng đã khẳng định nó là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại. Nó không phải vì danh vọng của cá nhân, mà vì lợi ích chung của đảng, của dân tộc, của loài người. Nhiều chỉ thị, nghị quyết xây dựng đảng về đạo đức đã được ban hành, thể hiện tư duy mới. Đại hội 12 lần đầu tiên đã đưa công tác xây dựng đảng về đạo đức ngang hàng với xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Đến Đại hội 13 một lần nữa nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh đây là tư duy rất mới. Nhiều cán bộ, đảng viên là tấm gương đạo đức mẫu mực trong học tập, công tác, lao động, sản xuất và chiến đấu, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nêu bất cập trong công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa được coi trọng, quan tâm đúng mức. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực sự mẫu mực. Cá biệt, có một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thậm chí, cán bộ, đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Trong đó, có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao do Trung ương quản lý. Nguyên nhân căn bản là do sự thiếu tu dưỡng đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên. Từ đó, đòi hỏi cần có chế tài, hành lang pháp lý đủ mạnh, đủ sức răn đe, cảnh tỉnh song song với biện pháp bồi dưỡng, rèn luyện mang tính phòng ngừa tích cực. Trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp từ khóa 11 đến 13, đảng đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách quyết liệt thể hiện không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhằm đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Có lên, có xuống, có vào, có ra dần trở thành văn hóa, bình thường. Ông Nghĩa nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt. Trong đó, đã chủ động phát hiện, khởi tố, điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm một số vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan hành vi sai trái diễn ra kể cả các năm trước và những hành vi sai phạm mới phát sinh. Khởi tố nhiều cán bộ cao cấp, cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt của một số địa phương. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, điểm mới là từ khởi tố ban đầu về hành vi phạm tội kinh tế, cơ quan điều tra đã đi sâu, làm rõ bản chất vụ án, khởi tố hành vi vi phạm về tham nhũng, tạo bước tiến mới trong phát hiện, xử lý, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung điều tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm về trách nhiệm nêu gương, những điều đảng viên không được làm và liên quan vụ án, vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.
Ông Nghĩa cho biết, khi Ban Tuyên giáo Trung ương điều tra dư luận xã hội thì trên 83% cán bộ, đảng viên, nhân dân được hỏi đều đồng tình phải kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm chính trị của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực, địa bàn phân công, phụ trách. Phải kịp thời cho từ chức, miễn nhiệm, thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, thể hiện sự nghiêm minh, cũng như rất nhân văn, đưa việc có lên, có xuống, có vào, có ra dần trở thành văn hóa, việc làm bình thường trong công tác cán bộ. Việc phát hiện tham nhũng, tiêu cực ở địa phương tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều địa phương đã khởi tố, điều tra, xử lý nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, khởi tố các cán bộ diện tỉnh ủy, thành ủy quản lý. Theo trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, điều này thể hiện tinh thần kiên quyết và nghiêm minh từ Trung ương trở xuống. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày rõ 5 điều của quy định 144 gồm yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với đảng, với tổ quốc, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xử lý tham nhũng được tâm phục khẩu phục. Sáng mùng 4 tháng 7, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị 6 tháng đầu năm 2024 tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã thông báo toàn văn nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến hội nghị, thông tin từ báo Chính phủ. Tổng Bí thư đánh giá thời gian qua, lực lượng công an đã phát huy tối đa vai trò là thanh bảo kiếm sắc bén đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Ngành công an đã làm rõ nhiều vụ án tham nhũng, vụ án làm lũng đoạn hệ thống chính trị ở cơ sở như Phúc Sơn, Thuận An, Đại Ninh. Các vụ án này góp phần cảnh tỉnh, răn đe người tham nhũng. Việc xử lý được thực hiện đồng bộ với các công tác cán bộ rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có tình nên các đối tượng đều tâm phục khẩu phục. 6 tháng đầu năm, Bộ Công an có 1.200 báo cáo gửi Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ tham mưu chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh trật tự, cung cấp thông tin, luận cứ phát triển kinh tế xã hội và đường lối đối ngoại. Việc triển khai ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư đạt nhiều kết quả với nhiều tiện ích như sổ sức khỏe điện tử, phiếu lý lịch tư pháp, chi trả an sinh xã hội cho 1,9 triệu người theo hình thức không dùng tiền mặt với tổng 8.600 tỷ đồng. Việc này góp phần giảm tham nhũng vặt, tạo nền tảng thực hiện chính phủ số và xã hội số, kinh tế số. Tổng Bí thư nêu rõ, chúng ta đang tập trung phát triển kinh tế xã hội, duy trì đà tăng trưởng, thúc đẩy an sinh xã hội, tích lũy, thế và lực để phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và hướng tới mục tiêu 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nhà nước. Trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức về kinh tế xã hội, an ninh chính trị còn tiềm ẩn phức tạp, các thế lực thù địch, phản động, số đối tượng cơ hội chính trị gia tăng hoạt động chống phá Đảng, nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước bối cảnh tình hình đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo Bộ Công an chủ động thu thập, phân tích, đánh giá tình hình, có trên 1.200 báo cáo gửi Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tham mưu các chủ trương, giải pháp về bảo vệ an ninh trật tự, cung cấp thông tin, luận cứ cho người phát triển kinh tế xã hội và thực hiện đường lối đối ngoại được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao. Vừa qua, sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Putin, truyền thông quốc tế và chính giới nhiều nước, dư luận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đánh giá rất cao trường phái ngoại giao cây tre của Việt Nam. Nhận định, đây là yếu tố quan trọng dẫn đến các thành tựu đối ngoại có tính bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử. Chỉ trong vòng 9 tháng, Việt Nam đã đón lãnh đạo cấp cao nhất của ba cường quốc Mỹ, Trung Quốc, Nga, đồng thời nâng cấp quan hệ với nhiều nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Có được kết quả này là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng công an nhân dân. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, các đồng chí cũng đã hoàn thành và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua nhiều đề án công tác lớn như hội nhập quốc tế và đối ngoại công an nhân dân đến năm 2030 và những năm tiếp theo, tăng cường bảo đảm an ninh quốc gia trong hợp tác với các đối tác quan trọng, hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng công an nhân dân đến năm 2030, xây dựng cơ chế xử lý vật chứng, tài sản bị tạm giữ, kê biên, phong tỏa trong quá trình điều tra, truy tố xét xử đối với các vụ án, vụ việc.
Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương phấn đấu là cấp ủy tiêu biểu trong hệ thống chính trị, gương mẫu đi đầu thực hiện các văn bản Trung ương. Ngành công an không để các vụ việc mất an ninh trật tự ở cơ sở thành phức tạp và làm tốt bảo vệ chính trị nội bộ, phục vụ các công việc hệ trọng trong Đảng. Tổng Bí thư lưu ý cần có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng lộ bí mật nhà nước, trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường. Thời gian tới, ngành công an đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm với tinh thần không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Ngành cần chú trọng kiến nghị các giải pháp phòng ngừa, không thể, không dám tham nhũng tiêu cực. Tổng Bí thư mong muốn công an gắn bó mật thiết, tôn trọng, lễ phép, dựa vào dân, lắng nghe ý kiến, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, để nhân dân ngày càng tin công an, giúp đỡ công an. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.